Ví dụ con tướng Bruy này thì nó có giá khá là cao, thấp nhất là 36 đô. Đó, thì chúng ta cũng có thể gacha được ra con tướng này. Anh em up lên 5 sao vẫn có thể bán được, hoặc là sử dụng nó để leo top khá là ngon. Tích được 40.000 điểm là chúng ta có thể đổi được 10 đô cash check, là 10 đô tiền mặt luôn nha anh em. Hoặc là 3 hero chat. Chào anh em, trong video này thì mình sẽ định hướng cho anh em cách chơi free này, cách chơi đầu tư này, làm sao để kiếm được tiền trên con game Mones này một cách nhanh nhất có thể ha. Đầu tiên là về hình thức kiếm tiền chơi free á, để có được các cái tướng mạnh từ 3 sao trở lên á thì chúng ta phải gacha và điểm danh hàng ngày. Chủ yếu là cái mục gacha thôi anh em. Anh em nhớ vô cái phần friend á, kết bạn nhiều vô. Send on này, đó mỗi ngày vô bấm ha. Và cứ có kết bạn mới thì chúng ta lại bấm send on tiếp để gửi cho người ta, gửi honor cho người khác. Và kết bạn nhiều vô, cứ kết bạn full người luôn. Ở đây mình kết bạn 100 người trên 100 người rồi anh em. Cứ 500 honor là chúng ta có thể vui chơi gacha được rồi. Vô phần summon shop này, cứ gacha khi nào kiếm được các con tướng 3 sao mạnh, anh em nâng nó lên cũng được. Đây summon này. Rồi bấm skip này. Rồi ở đây nó có một con tướng 3 sao là Tobasa này. Thì con tướng này mình không chơi ha. Thật sự là cứ summon là ra 3 sao nhiều lắm anh em. Đây mình vô cái tài khoản mình cho anh em xem này, hero này. Mình có rất là nhiều tướng 3 sao. Hôm qua sum được con Lock nên mình xài luôn này. Và anh em chơi á thì hạn chế chơi cùng một hệ quá nhiều tướng nhá. Ví dụ mình có con Erica là hệ ánh sáng này, Tommy hệ lửa này, Lock hệ bóng tối này. Chúng ta cứ chơi mỗi hệ 1 đến 2 con thôi là được. Và những tướng 3 sao á, thì hầu như giai đoạn đầu con nào nó cũng ngon hết anh em. Anh em chơi cái gì cũng được. Anh em xây dựng một đội hình công thủ toàn vẹn là được. Nhưng mà để đi về lâu về dài á, thì anh em cần phải xây dựng một cái đội hình nó gọi là ổn áp một tí. Mà lúc mới chơi á, thì anh em đâu biết con nào nó mạnh, con nào nó yếu, con nào nó đang hợp meta, con nào nó không hợp meta đúng không? Thì chúng ta có thể là theo dõi trong cái mục battle này. Anh em vô arena. Ở đây chúng ta có thể vô mục top rank. Anh em có thể xem được các người đứng đầu trong bảng xếp hạng. Bấm visit này, qua cái tường của họ ha, thì anh em có thể biết được họ đang chơi những con gì. Đó, những người top họ chơi theo meta đó anh em. Ví dụ con Erica này khi mà anh em tạo tài khoản nó đã có rồi, thì anh em có thể chơi nó để up lên 5 sao, 6 sao. Và nếu như anh em up lên 5 sao mà sau này anh em không chơi, anh em có thể bỏ đi match play và bán. Và một khi bán anh em sẽ có lời chứ không lỗ nha, cứ yên tâm. Fanatic thì anh em cũng có thể là kiếm được từ phần gacha. Rui, Caliban cũng vậy ha. Thì những con tướng này á, nó đều là A. Mà tướng A thì chúng ta có thể là kiếm được ở trong cái mục gacha hết. Summon shop này. Đây mình bấm cho anh em xem. Những con tướng 3 sao như là prune này, happy này, rồi melody này, miho này, ban ba này. Đó, rất là nhiều tướng. Những con tướng này thì mình thấy khá là nhiều người chơi. Và mình cũng đang kiếm con ban ba này, rồi con melody để bỏ vô đội hình. Những con tướng này khá là mạnh ha, mình thấy rất là nhiều người chơi. Nếu như anh em có những con tướng này á, thì nên theo nó lâu dài luôn. Up 5 sao, 6 sao cũng được. Để earn được token trong game á, thì chúng ta phải leo top rank. Thưởng theo tuần nha anh em, thưởng theo mùa. Anh em phải lọt vào top 600 thì anh em mới được thưởng cái đồng Monet và cái đường Trophy. Trophy này dùng để nâng skill nha anh em. Ví dụ mình đang chơi Erica mà mình không biết là trên marketplace nó bán giá bao nhiêu thì chúng ta lên kiểm tra thôi. Sau này mình không chơi con này nữa, mình muốn bán đúng không? Mình nâng Erica lên 5 sao, từ 3 sao thì tốn khoảng là 8 đô đúng không? Và sau này mình không chơi nữa thì mình bỏ lên marketplace mình bán thì với cái giá thấp nhất ở thời điểm hiện tại là 23.2 đô. Rất lời đúng không anh em? Tại vì sao nó có giá như vậy? Nó có giá bởi vì con Erica này nó đang là meta nha anh em. Skill nó khá là ngon, skill hồi sinh mà anh em. Đội hình nào cũng cần hết. Người ta mua con tướng 5 sao về để Jensen, nên những người đua top á, họ sẽ mua rất là nhiều. Nên anh em cứ yên tâm. Con game này là chơi về lâu về dài nha anh em. Anh em muốn biết một cái con tướng nó có mạnh hay không á, ngoài cái việc mà kiểm tra các đội hình ở trên top, thì anh em có thể là lên cửa hàng marketplace xem cái giá của con tướng đó. Mình thường sử dụng cái cách này để check các con tướng ở trong game. Ví dụ con tướng Bruy này thì nó có giá khá là cao, thấp nhất là 36 đô. Đó, thì chúng ta cũng có thể gacha được ra con tướng này. Anh em up lên 5 sao vẫn có thể bán được, hoặc là sử dụng nó để leo top khá là ngon. Con tướng này hiện tại nó vừa là meta và nó vừa là hot meta luôn anh em. Rất là nhiều người chơi. Những người chơi top đầu họ sử dụng con tướng này khá là nhiều, nên giá của nó cũng sẽ cao hơn những con tướng khác ha. Con Erica thì nó đại trà quá, tại vì khi mà chúng ta tạo tài khoản anh em sẽ có, nên giá nó sẽ thấp hơn con này. Còn con tướng Bruy này á, thì anh em cần phải gacha cho nó ra. Sau khi ra rồi up 5 sao thì chúng ta mới bán được nhá. Để cày chay cày free trên con game này á, thì anh em thường xuyên tham gia sự kiện của trò chơi, kiếm thêm hero NFT này, kiếm thêm các trang bị hero này, hoặc là kiếm được tiền mặt từ game luôn nhá. Còn để mà rút ngắn cái quá trình kiếm tiền từ game này á, thì anh em nên đầu tư một cái đội hình hoặc là một hai con trong đội hình để chúng ta leo được cái top nó nhanh hơn, vào được trong bảng xếp hạng á, thì chúng ta sẽ kiếm được các đồng Mones nhanh hơn. Để nâng sao hero của anh em á, thì anh em cần phải có core. Ví dụ nâng từ 3 sao lên 4 sao thì chúng ta cần phải có một cái core cùng hệ. Bên cạnh đó thì anh em cần phải có thêm một ít đồng Monet hoặc là kim cương để làm phí. Kiến nghị anh em sử dụng đồng Monet, nó sẽ rẻ hơn ở thời điểm hiện tại ha. Thì đó là cách kiếm tiền phi hoặc là đầu tư một ít vốn Monet để nâng sao tướng. Còn nếu như anh em mà đầu tư nhiều tiền á, ví dụ anh em đầu tư một bộ bài khoảng 6 sao chẳng hạn hoặc là 5 sao chẳng hạn, thì anh em phải định hướng là cái top rank anh em muốn vào là vị trí bao nhiêu. Ví dụ nằm ở top 10 chẳng hạn thì anh em phải có một cái đội hình khoảng là 6 sao, full 6 sao thì anh em mới vào được top 10. Đây mình cho anh em xem vị trí top 10 này. Anh em thấy chưa, full 6 sao hết. Còn nếu như chúng ta mà muốn vào vị trí top 50 đến top 100 á, thì anh em chỉ cần có đội hình full 5 sao là được. Đây visit. Mà cái đội hình full 5 sao mà anh em mua hết luôn á, thì nó có giá khoảng hơn 100 đô đó anh em, khá là cao. Và tùy cái tướng mà anh em mua thôi, nó sẽ rút ngắn cái quá trình chơi game của anh em lại. Còn đương nhiên anh em đầu tư Monet vào để nâng cấp từng con tướng lên cũng được. Đó là một cách chơi nhưng nó phải có quá trình để anh em nâng con tướng lên. Tại vì chúng ta phải kiếm core này, chúng ta phải summon ra con tướng mà anh em cần này. Đến tuần thứ 3 thì chúng ta sẽ nhận được một cái vé này, 4 sao hero summon ticket. Đó, anh em mở ra một con tướng 4 sao luôn. Đến tuần thứ 4 anh em cũng sẽ mở được một con tướng 4 sao này. Nhân tiện thì mình sẽ review lại cho anh em cái cộng đồng ở trên Discord của Monet. Anh em vào cộng đồng trên Monet á, thì chúng ta vô cái phần là verify get roulette này. Ở đây chúng ta phải đồng ý với điều khoản thì nó mới mở các chức năng của cái cộng đồng này ra. Rồi bấm vô tích V này. Đó, này bấm vô lá cờ Việt Nam này. Anh em sẽ thấy một cái community Việt Nam hiển thị ra. Thì vô đây anh em có thể là trao đổi với những người chơi khác bằng tiếng Việt được. Đó, người Việt Nam trong đây nha anh em. Trong này thì có khá là nhiều thứ anh em tự tìm hiểu nhá. Mình chỉ nói những cái chính thôi. Ví dụ anh em vô đây để làm cái gì? Anh em muốn kiếm tiền đúng không? Thì chúng ta sẽ quan tâm đến các nhiệm vụ hàng ngày như là daily mission này. Hàng ngày thì cứ vào lúc 10 giờ sáng, Admin 7 sẽ đăng các nhiệm vụ lên cho anh em làm. Ví dụ có nhiệm vụ thì chúng ta sẽ like và retweet một cái bài post ở trên Twitter. Sau đó anh em sẽ chụp lại cái màn hình và đăng vào cái phần submit siêu link này. Đó anh em thấy không? Người ta đăng lên này. Anh em cũng đăng tương tự nhé. Và nhớ là tag Admin 7 vô để admin này kiểm tra xem anh em đã làm đúng nhiệm vụ chưa và gửi thưởng cho anh em ha. Thưởng là cái điểm thôi anh em. Còn trong cái phần là Quick Trivial, đây là cái phần chúng ta có thể là làm nhiệm vụ được nhưng mà cuối tuần thì anh em mới chơi được. 9 giờ tối chủ nhật đó thì chúng ta vô đây có thể tham gia được. Khi tham gia anh em sẽ có 15 câu hỏi ha, nó sẽ đăng liên tục lên và anh em chỉ cần chọn cái đáp án để trả lời thôi. Những cái ví dụ trên này người ta chơi này ha. Sau khi kết thúc 15 câu hỏi á, 3 người ở vị trí top đầu sẽ nhận được thưởng này. Thì người đầu tiên sẽ nhận được là một hero chat, còn 2 người tiếp theo sẽ nhận được điểm nhá. Những cái điểm trong Daily Mission hay là Quick Trivial á, nó là điểm MSS thì cái điểm này chúng ta có thể dùng để đổi được. Đó, ví dụ 15.000 điểm thì anh em có thể đổi được một cái cục là Mithril Stone dùng để craft đồ. 25.000 điểm thì anh em có thể đổi được một cái hero equipment là một cái trang bị bậc hero hoặc là 2 cái hero chest. Thì mình kiến nghị anh em đổi 2 cái hero chest đi. Nếu như mở ra một con tướng hero ngon á là nó sẽ có giá rất là cao. Còn cái hero equipment á, cái trang bị bậc hero á, giá của nó dao động ở thời điểm hiện tại trung bình khoảng 1 đến 2 đô, nó không phải là có giá trị mấy đâu. Tích được 40.000 điểm là chúng ta có thể đổi được 10 đô cash check là 10 đô tiền mặt luôn nha anh em. Hoặc là 3 hero chest. 50.000 điểm thì chúng ta sẽ đổi được là 5 cái hero chest. 80.000 điểm thì anh em sẽ đổi được một cái trang bị legend ngẫu nhiên. 120.000 điểm thì anh em sẽ đổi được 3 cái ticket mà được chọn hero 4 sao luôn nha. Còn nếu như có ít điểm như là 1.500 điểm thì anh em có thể sử dụng nó để chơi game. 3.000 điểm chúng ta có thể đổi được stamina là cái năng lượng ở trong game đó anh em. 8.000 điểm thì chúng ta có thể đổi được các cái vé sử dụng để đánh arena. Trong cái mục instruction là các cái câu lệnh để anh em kiểm tra. Ví dụ set balance này hoặc là set money để anh em kiểm tra cái MSS của anh em. Vô cái phần là work here, đó anh em giá nó ra. Set balance thì nó sẽ hiển thị ra cái MSS mà anh em đã kiếm được. Ngoài cái daily mission và cái week trivial thì hàng ngày anh em tương tác ở trong game như là nhắn tin này, chat chít này thì nó sẽ có cái điểm hoạt động của anh em và cái điểm hoạt động của anh em nó cũng sẽ cộng cho anh em cái đồng MSS nha. Ở đây mình thấy một người sử dụng lệnh collect all này nhận được 50 cái đồng MSS. Và lưu ý á, khi mà chúng ta làm cái nhiệm vụ daily mission xong á, thì vô set work một cái này đó để nó cộng cái MSS cho chúng ta nhá. Sau đó là set balance này Bây giờ mình kiểm tra cái ví của mình thì nó lên được là 20k này anh em. Chúng ta cứ làm nhiệm vụ kiếm được càng nhiều MSS càng tốt nhé. Anh em đừng quên là dưới phần mô tả video có một cái giveaway của game Mones với kênh LVT Kiếm Tiền Online. Anh em có thể tham gia để kiếm được các vật phẩm NFT và các hero NFT miễn phí ha.